Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay mình đi đến lô để mua phân lần chót nha các bạn. Thì hạn hết hạn là ngày 27 tây tháng 5, nhưng mà hôm nay thì mình đi mua một lần nữa là 20 bao phân Garden Soil. Và mình đi vòng vòng ở trong garden của lô thì mình thấy lô đang sale hoa lan các bạn, chỉ có 5 đô la một chậu thôi. Thì mình lựa được 2 chậu để mua. Thì các bạn nhìn thấy người ta mặc đao, cái giá người ta đề 5 đô la ở trong trên cái thác nè các bạn. Thì rất là rẻ luôn. Nguyên giá của nó lúc trước là 15 đô nha. Thì mình lựa được 2 chậu cái hoa màu tím và tím đậm, và cái bình qua màu tím lợt, và có dân chạy sọc sọc rất là đẹp các bạn. Thì cái chậu nhìn chung thì cũng còn được lắm các bạn, nhưng mà mình nghĩ có lẽ nó rụng bông bớt hay sao nên người ta mới hạ giá như vậy. Thì cái chậu mà màu tím lợt này của Quỳnh Mai thì có 2 cái ngọng hoa lên nha. Đó, cái ngọng hoa bên đây thì bị rụng bớt vài bông rồi, bên đây thì còn nhiều, nhưng mà người ta đã lựa ra để bán rẻ cho mình. Thì Quỳnh Mai mua đem về trồng. Thì các bạn biết cái lan hồ điệp này trồng cũng không có khó nha các bạn. Các bạn đem về chăm sóc, khi mà chưng thưởng thức hoa xong rồi thì các hoa tàn rụng rồi thì các bạn có thể cắt cái ngọng hoa xuống, thấp xuống. Mình đo từ ở dưới cái gốc các bạn, mình đo từ ở dưới gốc lên trên cỡ chừng một khoảng một tấc nè các bạn, cắt ngang rồi cứ việc chăm sóc, tưới nước nó, cung cấp ánh sáng, rồi tưới phân cho nó, phân riêng biệt cho hoa lan, cái bột màu xanh pha ra để tưới hết các bạn. Thì nó sẽ cho hoa trở lại cho mình nha. Mình chơi một cái chậu hoa lan cũng cỡ 3-4 năm. Cái lan hồ điệp này rất là dễ luôn. Có khi cái rễ của nó tươi và bò ra khỏi chậu. Nếu mà dùng cái chậu sành bằng đất sét thì nó còn quấn chung quanh cái chậu đó nữa các bạn. Rồi mà mình trồng mà mình treo ở trên cây thì cái rễ của nó bò ra quấn ở trên cây để hút chất bổ của cây các bạn. Hoa lan hồ điệp nó dễ như vậy. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về việc lô mạc đao hoa lan. Tại vì mình nghĩ là ngày lễ của mẹ nó đem về nhiều quá, bán không có hết, rồi nó tàn, nên lô mạc đao xuống chỉ còn có 5 đô la một bình. Thì mình thấy là 5 đô la nổi cái chậu không thì cũng đáng giá rồi các bạn. Mà giờ mình còn lại có cái cây hoa lan, rồi lại cần có hoa lan thưởng thức thêm được vài tuần nữa nó mới rụng bông nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái chậu này coi tươi ghê không. Thì cái hoa lan này sản xuất nơi Costa Farm nha các bạn. Costa Farm, nơi đây là chuyên cung cấp cho lô đó. Thì giá thành rất là rẻ luôn, chỉ có 15 đô, mà bây giờ mạc đao xuống là 5 đô đó. Nhìn cái thác đó có viết chữ 5 đô la các bạn. Thì hôm nay mình mua được 3 chậu nha.
có nhiều màu nhưng mà mình thích màu tím. Mình thích màu tím đậm này. Nó có cái nhụy ở trong màu vàng vàng đó các bạn. Còn cái màu tím lợt này cũng là rất là dễ thương đó. Thì mình chuyên đi mua lan mà mạt đao như thế này để đem về chơi trưng và trồng nó luôn các bạn. Các bạn biết không, một cái chậu hoa lan mà chưa có hoa, chỉ là mới là cây hoa lan con thôi, mà ở nursery bán có thể 30-40 đô nếu là cắt lan, còn lan bàn thì cũng 20-mấy đô các bạn. Nên mình được một cái cây hoa hồ điệp trưởng thành như thế này mà lại có cái hoa, hai ngọng hoa lên mà chỉ có 5 đô, quá rẻ. Nên các bạn có đi lô thì ở gần nhà mình xem coi có mạt đao như ở nơi Quỳnh Mai ở hay không. Nhân những ngày lễ đó, lô ưa nhập về những cây hoa như lễ mẹ, lễ cha hoặc là ngày lễ tình yêu, đem hoa về rất là nhiều các bạn. Mà đem nhiều thì dĩ nhiên bán không hết, bán không hết thì lô nó mặt đau chứ không có đem bỏ. Nên mình canh ở lô mình mua nha các bạn, rất là rẻ luôn. Cái thời gian mà mình nuôi cái cây hoa lan hồ điệp từ ở cây con mà lên tới có hoa như thế này rất là lâu nha, 2-3 năm. Nên sẵn đây cái Quỳnh Mai mua luôn đem về để vừa trưng vừa ngắm rồi vừa trồng luôn các bạn. Những cây hoa lan này nó còn sản xuất lại cho mình thêm vài đợt nữa. Cái ngồng nó có thể cắt ngang, nó có thể ra cái hoa lan baby ở trên đầu, cái cây con trên đầu hoặc là cái ngồng hoa ở trên đầu các bạn. Đó thì mình mua mặt đao nhưng mà nó vẫn rất còn tươi nha. Thì mình chia sẻ với các bạn như vậy là hôm nay mình đi mua thêm 20 bao Garden Solo on sale của Lô với giá 2 đô 29 sen một bao. Sẵn đó mình dạo chung quanh thì mình gặp Lô giảm giá những cây hoa lan mà hồi ăn mừng lễ mẹ bị ế còn lại như thế này các bạn. Thì mình mua về để mình trồng nha, vừa thưởng thức vừa trồng luôn. Thì bây giờ Quỳnh Mai mời các bạn theo chân Quỳnh Mai vào trong nhà để xem một bàn hoa lan của mình. Toàn là mua những cái chậu hoa lan ở lô mạt đao đem về để trưng và trồng luôn. Nhưng mà không phải là Quỳnh Mai mua những cái hoa lan mạt đao không, mà Quỳnh Mai còn mua hoa lan ở Trader Joe nữa các bạn. Nên trên bàn mình có đủ loại lan hết. Mời các bạn đi theo chân Quỳnh Mai nha. Đây là những chậu lan của mình ở trong nhà các bạn. Thì đủ loại lan hết thì các bạn nhìn xem. Đây là lan bàn mà có cái hoa màu vàng sọc sọc. Các bạn nhìn thấy đẹp đi chưa? Thì những cái chậu lan này là mình nuôi nó trở lại không đó các bạn. Mình cắt xuống cỡ chừng 1 tấc rồi nó ra hoa ngồng hoa khác, nó ra hoa. Đó. Thì nó qua ra hoa lần hai nó không có được nhiều như người ta trồng đợt một các bạn, nó chỉ ra nhiều lắm là 10 cái hoa đó. Như cây hoa màu vàng này mình đếm là được cỡ 10 cái nha. Đây thì cái hoa nó cũng lớn đó, cái hoa nó cũng lớn như là mình đi mua vậy các bạn. Đây là cái nơi mình trồng lan nha,
ở trong nhà mình, cái bàn này mình để ở gần cái cửa sổ nè, gần cửa sổ có nắng vào nha. Và mình kê ở đây hai cái bàn gỗ để hoa lan. Thì đây là cái chậu hoa lan trúc nha, có hoa ở đầu nhánh đó, lan trúc có hoa ở nách. Rồi đây là lan bàn mà mình trồng cho nó có hoa trở lại nè các bạn. Cái hoa nó cũng lớn, cũng đẹp giống như là mình đi mua vậy. Nhưng thiệt sự là mình mua nó lúc nó tàn đó, rồi mình trồng trở lại. Và đây là những cây hoa cát lan của mình đó. Lan hồ điệp màu trắng nè. Rồi cái hoa lan trúc mà có hoa ở nhánh ở nách nè là hai bụi các bạn đó. Rồi kia là mình mới mua nè. Rồi cây lan bàn màu trắng đó là các bạn đó. Thì cái chậu nào cũng hai ngọn hoa hết đó. Cái hoa này là hoa cát lan nè. Rồi đây là cái cây lan cái cây lan này là tự nhiên mình quên cái tên. Cát lan, còn này là quên rồi, giờ mình không có nhớ được. Đó. Rất nhiều loại lan khác nhau mà mình trồng ở ở trong nhà nha các bạn, nơi ngay cửa sổ thì mình tưới nước nó, rồi tưới phân nó thì nó sẽ cho hoa nha. Đó, cái chậu lan này là lan ra hoa. Cái này là lan vũ nữ các bạn. Đó. Nó ra hoa mà bây giờ nó tàn rồi. Còn cây lan hồ điệp màu trắng thì hai nhánh. Đó, các bạn nhìn xem. Nghĩa là mình chia sẻ với các bạn là cây lan á, hồ điệp á, rất là dễ trồng nha. Mình đem về mình chăm sóc thì nó sẽ có hoa trở lại nha các bạn. Đó, mình trồng một bàn luôn. Còn bên kia nữa các bạn, còn bàn bên kia nữa. Thì ở đây cây lan hồ điệp này nó cho ra cái hoa, cái ngọng hoa nữa nè các bạn. Đó. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là nhân dịp lễ lễ mẹ đó, lô bán lan không có được chạy máy nên markdown giảm giá. Thì các bạn muốn trồng lan như mình thì đi mua nha, giảm giá rất là rẻ luôn, chỉ có 5 đô la một chậu luôn. Thì mình đem về mình cũng xem được vài tuần các bạn, và sẵn đó mình trồng luôn. Thì lan hồ điệp rất là dễ trồng, chỉ cần tưới nước, một tuần mình tưới chỉ có một lần nha các bạn. Đó. Thì mình sẽ được có hoa lan để chơi. Mình để ngay cửa sổ nha các bạn. Đó, cửa sổ có ánh sáng nè, rồi mình nhà bật máy lạnh nè, rồi mình tưới nước, tưới phân cho nó thì nó sẽ sống và nó cho hoa cho mình thưởng thức nha các bạn. Đó. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Mình Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc, ủng hộ Mai. Đăng ký, chia sẻ để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn video kỳ sau.